Xin chào mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu quyển Truyện Kiều Đối Chiếu của Phạm Đan Quế. Và hồi mình đọc chính là hồi thứ 14. Hoàng Ân, huyện, khéo chắp hoa nọ, cành kia, Vương Mỹ Nhân phải chịu trăm đầy ngàn đọa. Nhắc lại hai tên Ân, huyện nhà họ Hoàng, vốn là dân sống ở trên mặt bể, thường là môi giới cho các thuyền kiếm ăn, rồi sau lại vào kinh sư tìm kế sinh nhai. Nhân thấy oai quyền của nhà họ Hoàng đương mạnh, cậy cục vào làm gia nô. Hoàng lại bộ thấy chúng làm việc lanh lẹ, dũng mạnh hơn người, bèn cưới cho mỗi tên một người vợ. Bọn chúng cảm ơn gia chủ, nguyện xin dốc lòng báo đáp bất cứ việc gì. Hôm ấy Hoàng tiểu thư gọi chúng vào thương nghị việc bắt Thúy Kiều. Chúng đồng thanh nói, thư lệnh tiểu thư sai bảo, việc nhỏ mọn này khó khăn gì đâu. Bọn tôi theo đường Thái Thương vượt bể, chưa hết 5 ngày đã tới Lâm Tri, chỉ còn dò thám xem cô ta hiện ở chỗ nào, lập tức bắt lấy đem xuống một chiếc thuyền nhỏ, lại theo đường bể trở về, chỉ độ trong vòng nửa tháng, có thể nộp cho quý phu nhân. Tiểu thư nghe xong cả mừng, liền lấy 100 lạng bạc trao cho hai tên Ân, Huyển làm tiền lộ phí. Hai tên nhận lãnh kế hoạch lập tức ra đi. Nói về Thúy Kiều, sau khi chàng thúc sinh đi khỏi, vẫn lo ngay ngáy cho gia đình chàng bị xáo trộn. Khi tiếp thư chàng gửi sang nói rằng cả nhà không hay biết gì về việc ấy cả, thì nàng lấy làm hồ nghi, từ đâu những việc tài đình như vậy mà sao chẳng có một người bắt tin, hoặc giả bên trong có duyên cớ gì khác. Nhưng rồi luôn luôn nhận được thư chàng đều nói một loạt như thế, nên nàng cũng thấy an tâm, chỉ còn nỗi nhớ thúc sinh, ngày đêm không hề sao nhãn. Bèn đem thơ tự quân xuất chi xuất hỷ ở trong cổ thi, ngâm thành 6 bài ngũ ngôn tứ tuyệt như sau. Từ ngày chàng ra đi, từ khi chàng vắng tới nay, xe loan tiếng nhạc ngày ngày ngóng trông, nhìn mà chẳng đến uổng công, một màu ngay trắng tình không thấy gì. Từ khi chàng vắng tới nay, lầu cao chẳng dám ngày ngày lên chơi, bên lầu khóm liệu lạ lơi, tờ bay tha thước như khơi mối sầu. Từ ngày chàng vắng tới nay, nói năng than khóc cả ngày cũng không, nói ra ai kỹ hết lòng, khóc thì sợ dạng giấc nồng của ai. Từ khi chàng vắng tới nay, đốt đèn trong bóng canh chày mãi thôi, bóng trong lúng những bồi hồi, mình ve ngắm lại thương ôi gầy mòn. Từ khi chàng vắng tới nay, giường kia bỏ trống trăng rầy ngán soi, chăn đơ ngủ khó yên rồi, lại y gối chiếc đầy trời dương xe. Từ khi chàng vắng tới nay, trời nam lúng những ngày ngày nhớ nhung, nhớ chàng chàng có đến không, lệ tuôn ướt đẫm bên trong áo là. Để xong 6 vần thơ rồi mà lòng tưởng nhớ chàng thúc vẫn không nguôi được. Đêm ấy nàng ra đứng giữa vườn sau, đốt nén hương đêm, miệng đọc một khúc tình thương để cầu trời Phật phù hộ. Nhớ nhung trời đất nhớ càng sâu, cả ngày những rầu rầu, cách biệt bao tháng mấy lòng đau, xâm hợp tại lúc nào, cúi đầu khấn vái thiên đình, mong tác thành, dục giả chồng tôi sớm hồi trình, nối lời ước minh. Thúy Kiều khấn xong định quay trở vào, bỗng thấy ở dưới lùm hoa có đến mấy chục tráng sĩ coi vị dũng mãnh hung hăng xông tới, trói nàng lại rồi xô đẩy đi. Ban đầu nàng nghi là bọn cướp, nên bảo chúng rằng, đây có bao nhiêu của cải đồ vật, các ông lấy gì thì lấy, xin tha cho tính mạng cho tôi. Bọn chúng không trả lời mà chỉ bôi một thứ thuốc độc vào miệng, khiến nàng ngay người không nói năng được. Rồi chúng xô vào trong, vơ vét tiền bạc châu báu. Bấy giờ chúng mới chụp một cái mũ lên đầu, quàng một cái áo vải xanh lên mình nàng, rồi đỡ lên ngựa và ra trước cửa. Một mặt chúng lại phóng hỏa đốt hết nhà cửa đỏ rụt cả một góc trời. Đến khi gia nhân họ Thúc cùng những người sớm giềng tới cứu thì bọn họ đã tẩu thoát hết cả. Chỉ thấy hai đứa tỳ nữ hớt hải chạy ra nói rằng, mới rồi nương nương ra lối vườn sau đốt nhang, chúng tôi đứng ở nhà giữa quẹt nước pha trà, bỗng thấy một bọn đến mấy chục người trông như ác quỷ thần tướng, xô đẩy nương nương vào phòng vừa quét quan lon rồi chúng châm lửa đốt nhà, hiền nhau chạy ra cửa trước. Duy chỉ có nương nương chẳng thấy đâu nữa, chỉ có một người mặc bộ áo xanh ngồi trên mình ngựa phóng đi như bay mà thôi. Mọi người nghe nói xong hốt hoảng, cho rằng đó chính là ông thần hỏa. Thúc ông thì sụp sùi bảo, nếu vậy thì con dâu ta tất nhiên trong đám lửa kia rồi. Rồi cụ sai bọn này tớ than ra tìm,
quả thấy một xác bị cháy dở còn nắm trong đó. Cả nhà họ Thúc đều cho là thật, là khóc ôm sờm. Thúc ông thì thương cho người con dâu nết na như vậy mà bị kết quả thế kia. Trong thấy một phần càng thêm đau xót, chỉ bằng thiêu tất cả còn hơn. Rồi cụ sai lấy bộ củi chất vào và đốt cho bằng hết. Sáng sớm hôm sau, mới sống quan tài thu lượm hài cốt thiếp lập bàn thờ ngay trong cửa tiệm. Trên bài vị có đầy dòng chữ, thần vị con dâu lỉ họ Vương. Cách 10 hôm sau, Thúc sinh tới nơi, thật nghe tin dữ, lọt đọt chạy đến bài vị, khóc rống lên rằng, Thủy Kiều em ơi đi đâu rồi, nhớ buổi chia tay, anh có ước hẹn trong thời gian này sẽ trở lại. Nay anh trở lại chẳng thấy em đâu, để anh đứt từng khúc ruột. Thằng ôi, chỉ vì anh quá chậm, nếu sớm được hơn 10 hôm để cùng với em một phen sum họp, thì dẫu ngày nay em có bị chết anh cũng yên lòng. Hiền thê ơi, trước kia em vẫn thường nói, đại nương có tánh đố kỵ, ắt chẳng bao dung, nên vẫn tỏ ý lo ngại. Nhưng biết đâu rằng chị ấy không hề nhắc nhở đến câu chuyện gì. Nào hay chỉ tại ngôi sao hình họa, sao thần họa nở thù giết em, bắt em chết khổ như vậy, khác gì đã giết anh đây. Khóc xong chàng bị hôn mê ngã vật xuống đất, Thúc ông hốt hoảng chạy đến ôm chàng vào lòng rồi nói, con ơi, đâu phải là con tình phụ, cũng chỉ vì cung mệnh vợ con không có, sao lộc nên không được hưởng, vậy con phải tự trọng để bảo vệ lấy mình. Rồi cụ bỏ luôn mấy tiếng, Thúc sinh dần tỉnh lại, mọi người hết sức khuyên can thì chàng mới chịu ăn uống qua loa chút xíu. Cách mấy hôm sau nghe nói trong vùng có một đạo sĩ là hiệu là Động Huyền có phép đốt bù triệu tướng, phá hỏi hồn ma. Chàng bèn sai người đem lễ rước đón về nhà, thiết lập đèn tràng để luyện phù phép. Đạo sĩ xuất thần giờ lâu trở về cho biết, số nàng hãy còn nặng kiếp oan gia, chưa thể chết được. Hiện nay cung bột, cung vợ chồng đưa mắt nàng to, sau một năm nữa mới được gặp mặt, mà đường tơ duyên không thể chấp nối được nữa. Chàng Thúc nghe xong hỏi lại thầy rằng, người đã chết đi đâu, có chuyện âm hồn trở lại dương thế. Đạo sĩ rằng, ông chớ hồ nghi, sau một năm nữa sẽ gặp mặt, nhưng trong khi gặp gỡ, đôi bên không dám hỏi han nhau câu nào. Chừng ấy mới tin thầy đây không hề nói dối. Nhưng dầu sao thì chàng vẫn nửa tin nửa ngờ. Sau khi tạ ơn đạo sĩ, chàng này đêm thảm thiết nhớ thương, không tạ xiết được. Nhắc lại những tráng sĩ kia, tức là đồng lõa với bọn Ân, huyện của họ Hội. Còn cái thay chết, tức là thi hài vô chủ chết bên bãi bể. Chúng dùng để đánh lộn xong, giải làm người sống, trói lại để lên mình ngựa, đổi. Chờ khi mở cửa sẽ đem thẳng vào nhà trong, lột áo xác chết đổi cho Thúy Kiều giải làm đàn ông, cốt để che mắt những người lân cận. Và trước khi thi hành kế đó, chúng đã dự cho mấy tên lẻn vào nắp ở vườn sau, đợi khi khởi sự cho đàn trong ra ngoài ăn khớp. Còn cái thay vô chủ kia thì chúng đem tẩm dầu thông, khi lửa bắt vô thì không tài nào dập tắt được. Sở dĩ chúng dùng một cái thay ma đổi làm người sống là để cho địa phương quan tin tưởng thật không truy cứu nữa, và để cho gia đình họ Thúc không sai người đi tìm tòi khỏi lo lộ chuyện. Còn nàng Kiều, sau khi đặt mình lên ngựa, chúng cho chạy biết vượt hơn 150 dặm thì đường trời đãng sáng và tới cư bể. Chúng liền đặt nàng vào trong khoang thiền, vì đã bị trút thuốc độc cho nên hai mắt trợn trừng mà không nói năng gì được. Nhưng chúng biết nàng có tánh tiết liệt nên không dám cho uống thuốc giải độc, cứ để mặc cho nàng mê man bất tỉnh rồi cho thuyền vượt ra bể. Chỉ sau mấy hôm đã về đến Thái Thương, lại sang thuyền khác về huyện Vô Tích, đưa thẳng vào phủ họ Hoàng. Hàng phu nhân lập tức cho người đi đón tiểu thư sang hỏi, con tiện tỳ ấy hiện đã bắt về đây rồi, vậy nên xử trí ra sao? Tiểu thư rằng, việc này nhờ ơn thân mẫu, hãy cứu cho nó tỉnh lại, rồi bảo cho nó biết có người đem bán vào phủ để làm con hầu, xem nó ăn nói ra sao, rồi sẽ ra oai hạ mã. Hãy đánh phủ đầu cho nó một trận, bắt nó phục tùng, sau sẽ sang bên con sẽ có phép xử trí. Phu nhân rằng, ừ, mẹ hiểu rồi. Tiểu thư cáo biệt ra về, bà liền sai người lấy thuốc giải độc, đổ cho Thúy Kiều uống. Thuốc vừa thấm xuống bụng dưới thì lòng đã thấy tỉnh táo, như trong giấc mơ vừa tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi rằng, cớ sao tôi lại ở đây, đây là chỗ nào? Lúc ấy liền có một cụ già bảo cho biết rằng, người ta đã bán cô vào một phủ hoàng tướng công để làm nô tỳ đó. Nàng lặng lặng không nói gì, nhưng xét thấy nhà này dình cơ lộng lẫy, chẳng phải gia đình tầm thường, tự nghĩ, hay là mình còn ở trong giấc mộng.
Hay còn nhớ rõ lúc ra thiêu hương ở vườn hoa, bỗng mộng có bọn cướp xông vào trói mình đem đi, rồi bị mê man bất tỉnh. Bây giờ thức dậy thì những nhân vật, cửa nhà đều biến đổi hết. Vậy ta mơ ngủ hay là tỉnh đây? Giữa lúc suy đi tính lại vẫn còn hồ nghi, chợt thấy một tỳ nữ đến bảo: "Này, chị mới đến kia, phu nhân đừng ở nhà giữa còn hỏi chuyện, chị phải mau lên bái kiến." Nàng không biết làm thế nào, đành phải theo tỳ nữ lên tòa nhà chính. Thấy trên biển có đề bốn chữ: "Thiên quan trụng tể". Một vị phu nhân ngồi ở giữa, tuổi độ trên dưới 50, hai bên có 30 tỳ nữ đứng hầu. Đứng trước quan cảnh ấy, nàng vẫn chưa biết hành giữ ra sao, nhưng cũng đánh bạo tiến đến nhà trên. Phu nhân hoặc nhìn thấy Thúy Kiều có vẻ ung dung, yểu điệu, thì bụng bảo dạ: "Con người đẹp đẽ thế kia, cách nào mà chàng rể ta lại đẹp chẳng mê mẩn? Nếu mình không sớm ra oai hạ mã, thì sao cũng khó dịp bớt cái tính kiêu căng." Giờ lúc ấy, các thị nữ đứng bên hô lớn lên rằng: "Chị mới đến kia, đứng trước phu nhân sao lại không khấu đầu, hay là muốn ăn đòn đó?" Nàng thất kinh vội vàng vì xuống khấu đầu. Phu nhân cao giọng thiết hỏi: "Con kia, quê quán ở đâu, họ tên là gì, tại sao chồng mày lại đem bán vào cửa tao?" Thúy Kiều nghe mấy con hỏi không biết trả lời thế nào, đành phải ấp úng thưa rằng: "Kính bẩm phu nhân, gia đình thị thiếp vốn ở Lâm Tri, là vợ con nhà Lương Thiện. Bọn có một đêm thiếp ra đốt hương ở chốn vườn hoa thì bị người ta bắt cóc đem đến đây ạ." Phu nhân hỏi: "Thế mà bị bắt hôm nào?" "Bẩm, con bị bắt trong khi đốt nhang ở trong đêm mùng 5 tháng 3 đó ạ." Phu nhân quát mắng: "Con này chưa chịu khai rõ, Lâm Tri cách đây hơn 2000 dặm, để phải đi lấy một tháng trời, thế mà hôm nay là ngày 20, tức là mới có nửa tháng đã tới được sao? Tao xem con này ăn nói hồ đồ, hành vi quái gở, chắc phải là gái trốn chồng, bị người ta đánh lừa đi bán sang vào đây, thì cũng là quân làm điều bất chính bị trọng tống đi tha phương, chứ thực khai ra thì sẽ khỏi bị tra khảo." Thủy Kiều sụp sùi thưa rằng: "Thiếp con vốn thật là vợ người Lương Thiện ở thành Lâm Tri, bị bọn cường đạo bắt đem đến đây. Lúc đầu con vẫn tỉnh táo, không biết chúng đã môi một thứ gì vào mồm con, thì con lập tức như say như chết, mê mẩn liên miên, cho tới hôm nay mới hồi tỉnh lại." Phu nhân lại quát: "Con tiện tỳ này thật là đáng ghét, nó đã không chịu thú thật, lại còn bày vẽ ra chuyện nọ kia, nếu chẳng cho nó một trọn nên thân, thì đâu nó chịu khuất phục. Con hầu, bay đâu, hãy lôi nó ra đánh cho chí tử nghe." Thì tỳ hai bên giả ra một tiếng, rồi chúng vật đàn xuống đất, đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa thì đì đầu, một đứa hô tiếng nhơ rồi, một đứa quỳ xuống để đếm. Tức thì cặp roi bắt đầu quật nền xuống nàng, nàng chỉ kịp nấc lên một tiếng, thì da mông nóng như lửa đốt, hồn phách đã siêu lạc mất rồi. Rồi cặp tre cứ đập luôn xuống một chỗ đến 15 lần, làm cho da nứt máu tuôn xối xả. Thèn ôi, một trang gia nhân mặc hoa da ngọc như thế thì chịu sao nổi hình phạt phủ phàng, nên chỉ được đến roi thứ 20 thì tắt thở. Bọn hầu gái lẩm bẩm: "Thì tỳ mới đã chết mất rồi." Phu nhân truyền lệnh: "Hãy đỡ nó lên rồi phun nước vào mặt cho nó tỉnh lại." Chúng vâng lệnh, tóc nàng nâng lên, một đứa đỡ lưng, một đứa lấy nước phun vào hai má. Chỉ giây phút sau nàng tỉnh lại, dòng dòng kêu được mấy tiếng: "Đau quá, tôi chết mất thôi." Lại một lần nữa tinh thần mới phục hồi, kêu khóc để xin phu nhân tha chết. Phu nhân rằng: "Mày muốn được ta tha chết thì phải chừa bỏ cái tính kinh khỉnh ấy, ta sẽ đối đãi dễ dàng, bằng không ta sẽ đánh cho đến chết nghe." Rồi phu nhân gọi một mụ già đến bảo: "Ta đây ra mụ cho con thị tỳ này, mụ hay bảo nó công việc theo thùa, mụ mang nó đi." Mụ già vâng lệnh, đến bên Thúy Kiều bảo nàng lại tạ phu nhân rồi theo mình về phòng nghỉ. Nàng tự nghĩ, mình mà bị chết ở đây thật không đáng đồng tiền, ông là hãy theo mụ đi xem sao. Ta đây lúc sống không trả được tiếng oan, thì lúc chết biến thành ma quỷ để mà báo oán mới được. Rồi nàng tiến lên cúi đầu bái tạ. Phu nhân liền bảo: "Từ này về sau phải giữ khuôn phép, nếu phạm một chút sẽ bị phạt nặng không tha." Truyền xong, phu nhân lui vào, các thị tỳ cũng giải tán. Mụ già đỡ nàng vào phòng của mình, rồi bảo bếp hâm rượu nóng, pha một chút đường cho nàng uống. Nàng kêu nuốt không chạy cổ, mụ bảo: "Đó là huyết độc hành hạ con tim, nếu không uống rượu hạ huyết này thì sẽ bị chết, mà chết ở phủ đây thì coi như cái chết của con sâu, con kiến mà thôi."
Tôi trông thấy cô nương tướng mạo khác thường, ắt sẽ có lúc mở mày mở mặt. Không biết kiếp trước có mắc oan nghiệp gì đây mà nay phải chịu quả báo. Thôi thì cô hãy yên tâm điều dưỡng, tôi đây nắm nổi ông khất gì, sau này lo gì, lại chẳng có lúc giải bày. Nàng nghe mùng nói xuôi tai, cũng gượng dậy uống mấy chén. Hơi rượu thấm xuống khiến nàng ngủ một giấc ngon say. Cứ thế điều dưỡng mất 2 tháng trời, vết thương roi mới được khỏi hẳn. Thì nàng phải đổi mặc bộ áo màu xanh để ghép vào đội tú nữ, gái theo thuồng. Cứ ngày 5, ngày 10, phu nhân ra xếp một lần, nhận thấy đường kim mùa chỉ của nàng quả thật ít người theo kịp. Một hôm, tiểu thư về thăm, phu nhân gọi hoa nô, đầy tớ của hoa, tên này phu nhân mới đặt cho Kiều, ra chào, tiểu thư hỏi, hoa nô đến ở nhà ta từ bao giờ thế, thưa mẹ? Phu nhân rằng, nó đến đã 5 tháng nay, cha con định mua nó về cho sang bên ấy để hầu hạ con. Vì sợ không được vừa ý, nên mẹ phải để nó ở tạm bên này, dạy bảo nó ít lâu rồi mới cho sang, ngày nay đã được việc rồi đó. Tiểu thư, ngỏ lời cảm tạ, phu nhân lại truyền bảo Thúy Kiều rằng, hoa nô, mẹ sang bên ấy hầu hạ tiểu thư, phải nên nhớ rằng, cũng như ở bên này, nhất thiết không được làm điều gì đó vô liêm sỉ. Nếu để xảy ra một chút tai tiếng gì, ta sẽ bắt về đánh chết đó nghe. Hôm sau tiểu thư ra về, Thúy Kiều bái tạ hoàng phu nhân xong, trở vào từ biệt mụ quản gia, mụ cũng ứ lệ, khi bảo nàng rằng, cô nên liệu giữ lấy thân, gặp ai, người cũ thì chớ có nhận, mà mấy lời tôi dặn, cô nên để già luôn luôn. Nàng khỉ gật đầu xin vâng lời dạy, rồi mới gạt lệ từ biệt đi theo tiểu thư. Khi về đến nhà, nàng cũng bị ghét vào bọn gái hầu như trước. Rồi sau bỗng có một hôm, tiểu thư hỏi đến nghề chơi, hoa nô biết được những món nghề gì. Về phần Thúy Kiều trong lúc sầu án vô liêu, cũng đưa muốn được mượn tiếng đàn để hưởng nỗi niềm u uất nên mới thưa rằng, nô tỳ đây có biết được món hồ cầm. Tiểu thư bèn sai lấy cây hồ cầm trao cho Thúy Kiều, sẵn mối thương tâm vào ngón sở trường, nàng gãy nên khúc bạc mệt, âm điệu nghi càng não ruột. Tiểu thư nghe xong tỏ ý vui mừng, bảo, người đã giỏi món đàn, vậy thì từ đây, về sau cứ ở bên ta, để lúc thư nhàn giúp thêm cảm hứng, khỏi phải ở lẫn trong đám tâu đời. Nàng ngỏ lời cảm tạ tiểu thư có lòng cất nhắc. Từ hôm ấy, ngày đêm được ở bên tiểu thư, nhờ có cung đàn tiếng hát cũng tạm hạ bớt được nỗi bất bình. Nửa năm trôi qua, một hôm có chợt người báo tin tướng công đã về, tiểu thư vội ra nghe tiếp. Đôi bên kể lễ hàn huyên xong, tiểu thư gọi hết thảy nô bọc trai gái ra mừng. Lúc ấy, Thúy Kiều đưa ở trong phòng giúp đỡ công việc phóng sát. Tiểu thư truyền gọi hô nô ra chào. Thúy Kiều nghi gọi, vội buông lượt chạy ra nhà ngoài. Thật liếc trong đã giật nảy mình. Trời ơi, cớ sao chàng thúc lại đưa ngồi kia? Tiểu thư như hét lên, hoa nô, sao chẳng mau cúi đầu hành lễ bái kiến? Rõ thật, ta than nụy tìm hạ, tranh cảm bất đê hầu, ở dưới mái nhà thấp, sao dám không cúi đầu? Chưa biết lúc ấy nàng Kiều ứng đối ra sao, hãy nghe hồi sau phân giải. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần truyện thơ nô của Nguyễn Du, bị phạm thư vắt. Rửa xe mùn gió lèo mây, Huyền Ân lại chọn một bầy cung quen, dặn dò hết các mọi đường, thuận phong một lá vượt sang bến tề. Nàng từ chiếc bóng sông thi, đường kia nổi nọ như chia mối sầu. Bóng đâu đã xế ngang đầu, biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi. Tóc thề đã chấm ngang vai, lời nào lời non nước, nào lời sắc son. Sáng điềm chúc phận con, hùng duyên biết có vuông tròn cho chăng. Thân sao nhiều nỗi bất hằng, liều như cung quạng ả hằng nghĩ nao. Đêm thu gió lọt sông đào, nữ vành trăng khuyết ba sao giữ trời. Nén hương đến trước Phật đài, nỗi lòng khẩn chịu cạn lời phân vân. Dưới hoa dậy lụ ác nhân, ầm ầm hốc quỷ kinh thần mọc ra. Đầy sân hương tuốt sáng loà, thất kinh nàng chữ biết là làm sao. Thuốc mê đâu đã túi vào, mơ màng như giấc chìm bao biết gì. Vực ngay lên ngưỡng tức thì, phòng đào viện sách bốn bề lửa dông. Sẵn thay vô chủ bên sông, đêm vào để đó lộn sòng ai hay. Tôi đòi phách lạc hồn bay, pha càng tỏ gốc cây ẩn mình.
Thục ông nhà cũng gần quanh, chợt trong ngọn lửa thất kinh rụng rời. Tớ thầy chẳng chạy đến nơi, tơi bời với lửa tìm người xôn xao. Gió cao ngọn lửa càng cao, tôi đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu. Hớt hơ hớt hải nhìn nhau, giếng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng. Chạy vào trốn cũ phòng hương, trong tro thấy một đống xương cháy tàn. Ngày tình ai biết mưu gian, hẳn nàng thôi lại còn bàn rằng ai. Thúc ông sụp sùi ngắn dài, nghĩ con vắng vẻ thương người nết na. Di hài nhặt sắc về nhà, nào là thâm liệp, nào là tan trai. Lễ thương đã đủ một hai, lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ. Bước vào chốn cũ lầu thơ, trò than một đống nắng mưa bốn tường. Sang nhà cha, tới trung đường, lên sàn bài vị thờ nàng ở trên. Hỡi ôi, nói hết sự duyên, tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan. Chiều mình vật vã khóc than, con người thế ấy thét oan thế này. Chắc rằng mai rút lại vầy, ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau. Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau, dễ ai rất thảm quẹt sầu cho khuây. Gần miền nghe có một thầy, phi trù trí quỷ cao tay thông quyền. Trên tam đảo, dưới cửu tuyền, tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng. Sấm xanh rễ vọt rút sang, xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. Đạo nhân phục trước tỉnh đàn, xuất thần giây phút chưa tàn nén hương. Trở về minh bạch nói tường, mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra. Người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm, sao đà thác oan. Mệnh cung đen mắt nạn to, một năm nữa mới thăm dò được tin. Hai bên giáp mặt chiền chiền, muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay. Nghe lời nói lạ đùng này, dự nàng đã thế lời thầy dám tin. Chẳng qua đồng cốt quẹt xiên, người đâu mà lại thấy trên cõi trần. Thiết hoa những ngậm mùa xuân, thân này dễ lại mấy lần gặp tiên. Nước trôi hoa rụng đã yên, hay đâu địa ngục ở miền nhân gian. Khuyển ân đã dắt mưu gian, vật nàng đưa xuống để an dưới thuyền. Buồn cao lèo chẳng cánh thuyền, về trần huyện tích băng miền vực sang. Dở đò lên trước sảnh đường, uyển khân hai đứa một nàng dân công. Vật nàng tạm xuống môn phòng, hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai. Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, cửa nhà đâu mất lâu đài nào đây. Bàng hoàng dở tỉnh dở say, sảnh đường mạng tiếng đòi ngay lên hầu. A hoàng liền xuống dục mau, hải hùng nàng mới theo sau một người. Ước trong tòa rộng dãy dài, thiên quan trụng tể có bài treo trên. Ban ngày sắp thắp hai bên, giữa giường thất bảo ngồi trên một bà. Gạn gùng họng hỏi ngành ra, sự mình nàng phải cứ mà lưỡi thưa. Bất tình nổi trận mây mưa, viết rằng những giống thơ bờ quen thân. Con này chẳng phải thiền nhân, chẳng phường trốn chú thì quân lộn chồng. Ra tuồng mèo mã gà đồng, ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào. Đã đem mình bán cửa tao, lại còn khủng khỉnh làm cao thế này. Nào là gia pháp nọ bay, hãy cho ba chục biết tay một lần. A hoàng trên dưới dạ rân, dẫu rằng trăm miệng khuôn phân lễ nào. Rút côn ra sức đập vào, thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh. Xót thay đạo lý một cành, một phiên mưa gió tan tành một phiên. Hoa nô truyền dạy đổi tên, buồn thi dạy ghép vào phiên thị tỳ. Ra vào thiên lũ thanh y, giải dầu tóc rối gia trì quản bao. Quản gia có một mụ nào, thấy người thấy nết ra vào mà thương. Khi chị chiến, khi thuốc thang, đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh. Dạy rằng mây ruồi đã đành, liệu bồ mình giữ lấy mình cho hay. Cũng là oan nghiệt chi đây, xa cơ mới đến thế này chẳng dưng. Ở đây tay vách mạch dần, thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi. Kiểu khi sấm sét bất kỳ,
còn ông cái kiến kêu gì được oan. Nàng càng giọt ngọc như trang, nỗi lòng lún nhận bàng hoàng miền Tây. Phong trần kiếp đã chịu đầy, làm than lại có thứ này bằng hai. Phần sau bạc chẳng vừa thôi, khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan. Đã đành rút trái tiền oan, cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi. Những là nương nấu qua thì, tiểu thư phải buổi mới về Ninh gia. Mẹ con trò chuyện lân la, phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời. Tiểu thư dưới trướng thiếu người, cho về bên ấy theo đòi lầu trang. Lĩnh lời nàng mới theo sang, biết đâu địa ngục thiên đường là đâu. Sớm khuya thăm một lượt đầu, phỏng con hầu, giữ con hầu dám sai. Phải êm, đêm êm ả chiều trời, trúc tơ hỏi đến ngày chơi mọi ngày. Lĩnh lời nàng mới lừa dây, nảy non thánh thất dễ say lòng người. Tiểu thư xem cũng thương tài, hương y dường cũng bất vài bốn phong. Cử người đầy đọa chức thân, ngày ngơ ngọn bóng, đêm năng nảy lòng. Lâm tri chút nghĩ đều bồng, nước bèo để giữ tương phùng kiếp sau. Bốn phương mây trắng một màu, trong trời cố quốc biết đâu là nhà. Lần lần tháng trọn ngày qua, nỗi gần nào biết đường xa thế này. Lâm tri từ thuở yên bay, buồn không thương kỵ tháng ngày thiết thân. Mày ai trăng mới in ngần, phấn thừ hương cũ bội phần xót xa. Sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn dẫn đông đà sang xuân. Tìm đâu cho thấy cố nhân, lấy câu vọng mệnh quay dần nhớ thương. Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương, nhớ về chàng lại tìm đường thăm quê. Tiểu thư đón cụ đã về, hàng huyên vừa cạn mọi bề gần xa. Nhà hương cao vốn bất là, buồn trong truyền gọi nàng ra lại mừng. Bước ra một bước một dần, trong xa nàng đã tỏ chừng niệm xa. Phải rằng nắng quán đèn lòa, rõ ràng ngồi đó là chàng thúc sinh. Bây giờ tình mới tỏ tình, thôi thôi đã mắt vào vành chẳng sai. Trước đâu có trước lạ đời, người đâu mà lại có người tình ma. Rõ ràng thật lứa đôi ta, làm ra con ở chúa nhà đôi nơi. Bề ngoài thân thớt khói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Bây giờ đất thấp trời cao, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Càng trong mặt càng ngẩn ngơ, rút tâm đòi loại như tơ rối bời. Sợ y chẳng dám vâng lời, cúi đầu nếp xuống sân mai một chiều. Và như vậy chúng ta đã tìm hiểu được hết hồi thứ 14. Khúc này chúng ta đã thấy được Thúy Kiều bị bọn Huyền Ân, tức là bọn sai nha của Hoàng Thư bắt về. Và ở đây mình cũng xin đọc một phần chú thích. Bài thơ Tự Quân Chi Xuất trong nhạc phụ chép thơ nhớ nhà của Từ Cán đời Hán. Chương thứ 3 có bài Tự Quân Chi Xuất hỷ, mình kính ám bất trị, từ quân như lương thủy, vua hữu cùng dĩ thì. Tức là kể từ ngày chàng bước đi, hương loan bùi phủ thiếp thì chẳng soi. Nhớ chàng như nước chảy xuôi, nhớ sao nhớ mãi không nguôi được mà. Thanh loan thì Thanh loan theo từ nguyên chép, chim loan vốn là giống chim phụng, chỉ khác ở chỗ có nhiều điểm xanh. Xe của vua ngày xưa phía trước có treo con chim loan bằng đồng, miền ngậm chiếc lạc để báo hiệu. Và phần lý giải tiếp theo chính là món hồ cầm. Hồ cầm ở đây chính là cây đàn bên nước hồ. Nguyên đế nhà Hán đem chiêu quân hiển cho thuyền vũ là vua nước Hung Nô. Nàng bèn chế khúc hồ cầm để tả lòng oán vọng. Và như vậy vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu hết hồi thứ 14 của truyện Kiều. Và ở đây chúng ta mới thực sự thấy rằng, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng Hoàng Thư là con người ghen tuông vô cớ, quả thật là không sai, nhưng vẫn chưa đủ. Ở đây có thể thấy Hoàng Thư là một người biết ghen. Bởi vì sao? Nàng ghen một cách rất là thông minh. Nàng phải bắt Thúy Kiều và Thúc Sinh gặp nhau trong một khung cảnh thật éo le, trong bối cảnh mà giữa hai bên tình trong như đã, nhưng mặt ngoài cũng không dám thổ lộ. Bởi vì sao? Bởi vì sợ mối uy quyền của Hoàng Thư. Thật đáng thương cho Thúy Kiều và Thúc Sinh, bởi vì mối tình khi ấy còn đương dang dở, họ còn đang hạnh phúc. Thế nhưng phải chi lúc trước
Kim Thúc Sinh đã nghe theo lời của Thúy Kiều về kể rõ ngọn ngành cho Hoàng Thư, thì có lẽ sự việc ngày hôm nay đã không xảy ra nghiêm trọng đến mức như thế này. Và trong buổi thiệp hôm ấy, chàng có tâm trạng như thế nào? Thúy Kiều phải đối mặt với Thúc Sinh ra sao? Giữa hai người họ có thực sự dám nhận nhau làm vợ chồng? Và tình cảm của họ liệu từ ấy có đi xuống hay không? Cái ghen của Hoàng Thư càng được thể hiện mạnh mẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo. Hồi thứ 15, địa ngục hãm mình, tìm nơi nuốt họ, chiếc kinh cúng Phật, giả dạng từ tâm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.